Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh của chúng tôi. Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 2 năm. Rồi một lần khi cả hai cùng ăn với sếp, bỗng chồng tôi có một cuộc gọi đối tác. Vậy là chỉ còn lại tôi và sếp của anh. Sau những lời tâm sự nghẹn ngào, tôi đã dâng mình cho sếp để chồng được toại nguyện với chức phó phòng của mình. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Vợ chồng tôi lấy nhau đã được hơn 2 năm. Anh là một người chăm chỉ giỏi giang, nhưng phấn đấu bao lâu nay vẫn chỉ lẹt đẹt ở chức nhân viên. Tôi đã thương chồng tôi vô cùng khi anh ấy về nhà với hơi men nồng nặc, khuôn mặt hốc hác. Có lẽ anh bị chặn hết sạch cơ hội rồi em ạ. Vị trí phó phòng thứ nhất giờ đây đã thuộc về một cô gái trẻ măng tơ, nhưng lại được cái ngon hết chỗ chê, được tàu bay giấy từ phòng bên cạnh sang trước sự ngơ ngác của cả phòng. Em nghĩ đứa như nó làm được cái vị trí như thế ở cái ngân hàng bon tre này ư? Ai chẳng biết, nó là kép của trưởng phòng bên hành chính. Em ngây thơ quá đấy. Em tưởng đám sếp lớn bây giờ cần tiền à? Không đâu em, tiền biết bao nhiêu là đủ, tình mới là chủ yếu. Tôi buồn thiu, chồng tôi rõ là có năng lực. Sếp trực tiếp của chồng tôi cũng gần 40 rồi, nhưng tính trẻ trung phóng khoáng. Chồng tôi hay hầu sếp đi tennis, nhưng mức độ hứa hẹn của sếp về cái ghế phó phòng thì vẫn chưa đủ để nói lên điều gì. Tôi biết chồng tôi kỳ vọng vào cơ hội này lắm, vậy mà nhìn chồng ngao ngán mà nẫu cả người. Nói về sếp của chồng tôi cũng đã gặp nhiều lần. Lần nào anh ấy cũng nhắm nháy chồng tôi. Anh mà có vợ đẹp như chú, cứ là cách ngày lại ở nhà với vợ, rồi hôm sau mới đi làm. Tôi vừa buồn cười vừa sướng vì được khen theo cái cách dí dỏm như thế. Chồng tôi lúc ấy cũng phỏng cả mũi. Nếu không nói chuyện thăng tiến thì làm việc với ông sếp như sếp của chồng tôi cũng sướng thật. Đẹp trai, phong người miễn chê vì chơi thể thao lâu năm, thông minh lại có uy tín. Tôi lại bị cái bệnh hay để ý giai phong độ. Nhiều lần đi ăn cùng chồng có mặt sếp tham gia, tôi thầm khen sếp ăn mặc khéo, cư xử ga lăng với phụ nữ, làm cô nhân viên nào cũng phải suýt xoa. Lần nào tôi xuất hiện, anh ấy cũng ra mời rượu, hỏi han và không quên dẫn dắt. Em có cô bạn nào xinh như em hoặc là gần bằng tuổi em thôi cũng được, giới thiệu cho anh nhé. Tôi tự thấy mình thật xấu xa khi mà nằm cạnh chồng, nhưng cứ nghĩ tới một người nào đó. Sáng dậy, tôi thú tội chuyện xem điện thoại, tưởng chồng mắng cho một trận. Ai dè anh tỏ ra rất cao thượng. Biết lỗi là tốt rồi, vợ thấy đấy. Toàn mấy thằng được dựa ngồi chơi với nhau. Vợ xem cho đỡ nghi ngờ chồng đi hát hò tay vịn nhé. Hôm sau tôi nhận được tin nhắn offline từ một nick mới S. Ra là sếp của chồng tôi. Chúng tôi chat cùng nhau. Anh xin lỗi tôi vì đã nghe chồng tôi kể chuyện để tôi lỡ xem clip điên khùng của sếp. Anh ấy bảo, làm anh mất mặt với em quá đi mất. Thế này chắc hôm nào phải mời em một bữa trưa để tạ lỗi riêng rồi. Tôi cũng thấy đỡ ngại hơn. Tự dưng bạo miệng khen sếp có body chuẩn. Từ hôm ấy, tôi rất hay chat với sếp của chồng. Nói chuyện với chồng, anh cũng vui vẻ bảo, em khéo miệng, định xem một tí cho anh nhanh lên trước với nhá. Tôi thấy hóa lại hay, cũng nhờ thế mà chuyện cơ quan chồng tôi chẳng lạ gì. Tình hình cơ hội của chồng ra sao, tôi cũng rành rẽ hơn, về lại chia sẻ được với chồng. Cho đến một lần đi ăn tối sau buổi tennis, chỉ có sếp và vợ chồng tôi. Chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên chồng tôi có điện thoại rồi vội vã bảo sếp. Chắc em phải xin phép anh đi có việc, vội qua rồi, lỡ mất hợp đồng này em tiếc lắm, có gì em ráng quay lại sớm. Rồi chồng tôi dặn dò tôi chủ động ăn xong rồi tự về. Lúc ấy câu chuyện giữa tôi và sếp đột nhiên lắng xuống. Sếp nói nhiều khi mong muốn có một gia đình như chúng tôi, muốn có một cô vợ đảm đang và hiểu chồng như tôi để được dặn dò mỗi lần đi vắng, để được trò chuyện mỗi lúc về nhà. Tôi thấy cảm thông với người đàn ông này. Anh ấy thiếu gì người theo đuổi chứ? Nhưng có lẽ duyên số chưa tới, hay vì anh ấy ham việc quá chăng? Thêm một chút hơi men choáng choáng, câu chuyện càng cởi mở hơn. Anh ấy ngồi xích lại bên tôi thay vì mặt đối mặt từ lúc nào. Bàn tay anh như vừa vô tình, vừa cố ý lướt qua lướt lại, va chạm vào vai tôi. Tôi hình như cũng đã ngà ngà, không buồn né tránh khi anh ấy ghé vào tai tôi thì thầm những chuyện riêng tư về một vài cô gái đã đến nhà anh
đã ngủ với anh, rồi lại đi bỏ lại anh bơ vơ thế nào. Tự dưng, những hình ảnh từ clip điên rồ trong máy chồng tôi lại ám ảnh tôi. Và tôi như người mộng du, gật đầu khi anh bảo để anh đưa về, vì cũng đã hơn 10 giờ tối. Mà chồng tôi thì vừa nhắn tin bảo tôi chắc anh phải tiếp khách rồi lại về cơ quan làm nốt hồ sơ. Chắc đến sáng mới về. Tôi đã quen với việc chồng làm đêm đột xuất kiểu này rồi. Tôi ngồi cạnh sếp trên xe, những câu chuyện rời rạc hơn nhưng chủ đề ngày càng nóng bỏng. Sếp đột ngột hỏi tôi về sở thích chuyện ấy của vợ chồng tôi. Khi tôi đang cố gắng hình dung lại những nơi vợ chồng tôi đã từng thử nghiệm, thì bàn tay sếp đột ngột đặt lên đùi tôi và rất nhanh nó vuốt dọc xuống chân rồi lại mơn man dưới làn váy mỏng. Người tôi như có điện giật, như một phản xạ tôi khép chặt hai chân. Nhưng sếp đã dừng xe lại. Anh quay hẳn sang, nhìn sâu vào mắt tôi, bàn tay anh nắm chặt tay tôi và đột ngột đặt lên ngực anh. Tôi bàng hoàng, nghe tim anh đập nhanh đến khó hiểu. Anh bảo, em có biết rằng anh rất mong có được ngày được gần em đến mức này không? Tôi im lặng. Tôi sợ hãi vì cảm thấy ranh giới của việc tôi phản bội chồng đã rất gần mất rồi. Tôi muốn trốn chạy, muốn đánh thật mạnh vào mình để tỉnh khỏi cơn say này. Nhưng tôi bị người đàn ông này quyến rũ đến khó tả. Đã quá muộn khi anh hôn tôi và bàn tay anh nhanh như điện vòng ra sau kéo tuột chiếc váy của tôi. Tôi hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ khi anh ngấu nghiến ép chặt tôi xuống ghế xe để ngả hết cỡ. Bắt thân thể tôi phải đáp ứng lại một cách miễn cưỡng đòi hỏi của đôi bàn tay anh. Cứ như khi tôi đang ngồi mỏi gối đợi chồng đến đón đi ăn trưa, thì chồng tôi báo bận đột xuất và xe anh xuất hiện ở đầu đường để đưa tôi đi. Lúc thì một khách sạn nhỏ ở góc khuất ven hồ, lúc ở trong một quán ăn kín đáo, chỉ dăm ba thực khách. Thậm chí có lần chính là căn hộ chung cư của sếp. Khi ý nghĩ tội lỗi với chồng vừa nhen lên thì cơn sóng đam mê cuồng nhiệt của sếp lại vùi chúng tôi đi và khiến tôi rã rời. Không biết bao nhiêu lần tôi cảm thấy mình cần phải nói với chồng, hoặc ít ra thì tìm một cái phao để bám víu, để chồng tôi nghi ngờ điều gì đó mà giữ tôi lại. Nhưng chồng tôi lại đang điên đảo vì cuộc đua vào vị trí mơ ước. Một lần tôi bảo sếp, anh à, em nghĩ mình phải dừng lại thôi, có lẽ em không thể giấu chồng em lâu hơn nữa. Thật bất ngờ, sếp bảo tôi, sao em phải giấu? Em cần, anh sẽ gọi điện bảo chồng em đến đây ngay cho em xem. Tôi tưởng sếp đùa, nhưng không, anh ấy định bấm số thật. Tôi trợn trừng mắt, anh ấy bảo, em hãy nghĩ thoáng hơn đi. Chồng em luôn biết em ở đâu với anh, làm gì với anh. Bọn anh vẫn gặp và thông báo tình hình với nhau thường xuyên. Em có biết là chồng em sợ nhất điều gì trước đây không? Đó là em không đủ hấp dẫn để anh cho chồng em một cơ hội. Nhưng dĩ nhiên là anh thích em là điều khỏi phải bàn. Và em thấy đấy, em làm quá tốt nhiệm vụ chồng giao rồi còn gì. Tôi vẫn không hiểu gì cả, đầu óc quay cuồng. Sếp bật cười lạnh lùng. Em nghĩ chồng em tự nhiên được lên một vị trí mà lẽ ra 3 năm nữa chồng em mới được bổ nhiệm hay sao? Em đúng là ngây thơ quá mức. Tôi chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi là gì của chồng tôi? Một cô vợ biết chia sẻ, một người bạn tâm giao, hay là một món đồ chơi để chồng tôi thẳng tay tung cho người khác dùng thử? Tệ hơn thế, tôi chỉ là một món hàng hóa có giá trị tạm thời để mua một vị trí trong ngân hàng. Tôi về nhà, dọn sạch đồ đạc và ngay chiều hôm ấy bắt chuyến bay vào Sài Gòn, về với bố mẹ tôi. Tôi chỉ mong ở đó tôi sẽ hồi phục được chấn động tâm lý này, ít nhất là nhanh hơn khi tiếp tục phải đối mặt với những con người đáng sợ ở nơi này. Tình cảm vợ chồng là một thứ tình cảm thiêng liêng và đáng quý. Nhưng trước sự cám dỗ của đồng tiền, tình cảm đó liệu có còn được giữ vững niềm cao quý? Câu chuyện là lời tâm sự của một cô vợ trẻ. Vì sự thăng tiến của chồng mà cô đã làm một cái điều mình không muốn và rồi đã có những hậu quả rất là đáng tiếc xảy ra. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe. Tôi và chồng hiện tại của tôi bây giờ quen và yêu nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Tuy hai người chúng tôi đều sinh ra trong hai gia đình chẳng khá giả gì. Bố mẹ đều làm nông. Ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng chúng tôi đều được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Anh lên học đại học ở Hà Nội trước tôi một năm. Sau đó tôi cũng đỗ vào một ngôi trường mà tôi mơ ước.
ngẫm cảnh xa quê khổ cực và còn đang phải đi học. Nhưng vì để có tiền trang trải cuộc sống, cũng là để phụ giúp cha mẹ ở dưới quê, nên chúng tôi phải cố gắng kiên cường, nỗ lực bám trụ nơi phố thị ồn ào tấp nập. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, sau khi học xong đại học, cả hai chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định. Chúng tôi cứ thế bình yên ở bên nhau. Bạn bè mọi người xung quanh, ai cũng tấm tắc khen ngợi và thậm chí là ghen tị với chúng tôi bởi một tình yêu đẹp. 26 tuổi, chúng tôi đã quyết định đưa nhau về ra mắt bố mẹ hai gia đình và xin hỏi cưới. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở thành vợ chồng trong sự chúc phúc của gia đình và bè bạn, đồng nghiệp, có cả sếp của anh. Trong dịp cuối năm, anh hay dẫn tôi đi cùng trong các cuộc ăn uống, họp mặt của công ty. Lâu dần tôi cũng quen mọi người trong công ty của anh. Sếp của anh là một người rất thành đạt, đã có tuổi và đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Ông ấy cũng có vẻ rất quý mến tôi. Có lần, sếp anh còn tới thẳng bàn chúng tôi đang ngồi để chúc rượu và còn khen tôi xinh đẹp trước mặt mọi người. Anh sếp nói chồng tôi thật có phước khi có một cô vợ xinh đẹp trẻ trung. Chồng của tôi rất vui. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh có sự tự hào nên tôi cũng cảm thấy vui lây. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi một buổi tối hôm đó, anh trở về nhà trong tình trạng say mềm. Tôi chạy ra đỡ anh thì anh bật khóc. Anh bất lực bảo với tôi rằng những dự án đầu tư bên ngoài của anh đã hoàn toàn đổ vỡ. Bao nhiêu vốn liếng anh dồn cả vào đó. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Đối với anh ấy đó là bao nhiêu tiền của, mồ hôi, công sức anh dồn vào đó. Một cú thất bại đau vô cùng. Từ sau ngày hôm đó tôi luôn phải chứng kiến chồng mình bất lực, thẫn thờ. Chúng tôi phải cầm cả giấy tờ nhà đi để gỡ gạo. Nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Tôi chẳng giúp gì được hơn ngoài an ủi và động viên anh ấy cả. Thế rồi một ngày, anh về nhà trong trạng thái say xỉn. Anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi, nài nỉ tôi một điều. Mà đến bây giờ, có tát vào mặt tôi, thì tôi cũng không dám tin nổi. Anh năn nỉ, cầu xin tôi, hãy ngủ với sếp của anh ấy một lần, để anh có cơ hội được ngồi vào vị trí phó giám đốc đang còn trống ở trong công ty. Chỉ cần ngồi được vào vị trí đó thì tất cả các khoản nợ của anh sẽ không phải lo lắng nữa. Anh sẽ có cơ hội được làm lại từ đầu. Một lần nữa có khả năng tích góp để xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Có mơ tôi cũng không thể ngờ được chồng lại xem tôi giống như là một vật dâng hiến. Anh dùng tất cả những lời lẽ ngọt ngào nhất để nài nỉ dỗ dành tôi. Nào là vì sếp anh thấy tôi còn quá trẻ trung mơn mởn nên ông ta muốn tôi dù chỉ một lần. Nào là tôi hãy xem ông ấy như là anh những lần ái ân. Nào là chỉ một lần thôi, nhưng có thể đổi lấy cả một sự nghiệp đang trên bờ vực nguy khốn của anh. Anh thề thốt rằng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này và sẽ quên nó để chúng tôi có thể sống hạnh phúc những năm tháng sau này. Đáp lại những lời ấy, tôi chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Vì lúc này họng của tôi đã cứng đờ. Nhìn chồng mình quỳ sụp dưới chân, nói lên những lời ấy mà vừa thương vừa căm giận. Làm sao anh có thể dùng tôi để đánh đổi lấy sự nghiệp và tiền bạc? Anh không nghĩ cho cảm xúc của tôi hay sao? Nhưng rồi thế nào lý trí của tôi lại bảo tôi rằng nên đồng ý để cầu cứu chồng mình. Lời cầu xin của chồng đã dập tắt đi những rung động và sự tôn trọng của tôi dành cho chồng. Nghĩ là làm, tôi vừa tủi thân khóc vừa ậm ừ gật đầu chồng đồng ý. Ngay ngày hôm sau, sếp của anh đã đặt một bàn ăn thật lãng mạn ở một nhà hàng sang trọng. Tôi ăn mặc thật gợi cảm, quyến rũ và trang điểm đậm hơn mọi khi. Chồng tôi chở tôi đến nhà hàng. Khi vào trong, một không gian ấm áp có đầy đủ nến và hoa, nhưng tôi cũng chẳng thể nào vui nổi. Ông ta kéo ghế mời tôi ngồi. Những hành động chăm sóc ân cần khiến tôi thấy ghê tởm. Ông ta lợi dụng tôi cũng chỉ vì muốn thỏa mãn thứ gọi là bản năng của ông ta mà thôi. Trong cả bữa ăn, ông ta cố gắng bắt chuyện với tôi, nhưng tôi cũng chỉ đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu. Tôi đã uống rất nhiều rượu. Tôi chỉ muốn say thật say để quên đi hết sự đời. Tôi hổ thẹn vô cùng. Tôi cứ đặt ra trong đầu mình thật nhiều câu hỏi mà biết rằng sẽ chẳng có lời đáp. Không lẽ trong mắt chồng tôi chỉ là công cụ để anh đổi lấy tham vọng cho riêng mình? Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, vì chính tôi là người đã đồng ý ngủ với sếp của chồng mình cơ mà. Sau khi ăn xong,
Ông ấy đưa tôi ra xe và chở tôi tới một khách sạn 5 sao. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vừa lên phòng, ông ta lao vào ôm hôn tôi giống như một con thiêu thân, khiến tôi không kịp kháng cự. Ông ta giống như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày vậy. Ông đè tôi xuống giường, ông lột sạch những mảnh vải mỏng manh trên người của tôi và thực hiện những động tác yêu. Nằm trên giường mà nước mắt của tôi cứ rơi ra. Tôi là gái đĩ thật sao? Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng chồng của mình sẽ không bao giờ lôi chuyện này ra để giày vò tôi trong tương lai? Bởi lúc này, sự căm hận của tôi đã dâng lên tột đỉnh. Tôi quyết tâm sống cho cảm xúc của chính mình, muốn quên đi tất cả. Tôi hòa mình vào ham muốn bản năng của mình. Đêm hôm đó thực sự là một đêm ân ái mặn nồng mà tôi không bao giờ có thể quên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông ta vẫn ngủ say trong bầu ngực của tôi. Hơi thở ấm nóng của ông ta khiến tôi cảm thấy hưng phấn. Chợt nghĩ về chồng mình, tôi thấy thật xấu hổ. Tôi thật đáng ghê tởm. Bỗng ông ấy tỉnh dậy và lại ôm tôi vào lòng nói: "Đêm qua em thật là tuyệt vời. Anh sẽ đáp ứng mong muốn của chồng em." Đáp lại lời ấy, tôi chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn. Và rồi ngay buổi sáng hôm đó, chồng tôi đã nhận quyết định được thăng chức phó giám đốc như mong muốn. Anh trở về nhà và ôm lấy tôi xin lỗi, cảm ơn rối rít. Nhưng sao tôi chẳng thấy vui vẻ nổi, mặc dù tôi đã giúp được chồng mình thoát khỏi nợ nần. Tự trong thâm tâm tôi, dù có thể tha thứ cho anh, nhưng tôi mãi mãi không thể nào quên được cái ngày mà anh hèn nhát đánh đổi tôi để lấy được cái chức vụ kia. Tôi cứ nghĩ rằng sau đêm đó ông ta sẽ buông tha cho tôi. Nhưng không, ông ta thường xuyên làm khó chồng tôi để yêu cầu được lên giường với tôi nhiều lần nữa. Rồi tôi cũng chấp nhận yêu cầu đó, bởi suy cho cùng, thứ gọi là danh dự, lòng tự trọng của tôi cũng đã chẳng còn. Và quan hệ của chúng tôi cũng là quan hệ đối tác trả phí. Chúng tôi đều được thỏa mãn khoái cảm và chồng tôi cũng được lợi. Tôi và ông ấy cứ như thế trong gần 2 tháng. Lúc thì chúng tôi tranh thủ gặp nhau trong nhà nghỉ buổi trưa, lúc thì gặp nhau giờ tan tầm. Khi trở về nhà, tôi vẫn là một người vợ ngoan hiền. Lâu dần tôi và ông ấy cũng trở nên thân tình với nhau hơn, thường xuyên gặp mặt để ái ân hơn. Thành thật mà nói thì ông ấy cũng đem lại cho tôi những giây phút tuyệt vời. Nhiều lần được giám đốc của chồng chiều chuộng, tôi như quên mất mình đã có gia đình. Thậm chí tôi còn khao khát được làm chính thất của ông ấy. Lạ đời nhỉ? Tại sao chứ? Đàn bà mình lại dễ rơi vào bẫy tình đến thế. Yêu ông ta hay là yêu chồng? Đến giờ tôi cũng không biết mình phải làm gì. Lời cầu xin của chồng hay cuối cùng nó là ham muốn của tôi, một người đàn bà đã qua tay sếp của chồng. Sau gần 2 tháng sau, tôi bất ngờ biết tin mình có thai. Tôi đi khám thì em bé mới chỉ được gần 8 tuần tuổi. Tôi rất mừng và hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng được làm mẹ. Tôi vội báo tin cho chồng thì anh ấy vui sướng đến phát khóc luôn. Anh nói rằng ở hiền gặp lành, cuối cùng ông trời cũng ngó đến nguyện vọng của anh, vừa cho anh được thăng chức, vừa ban tặng cho anh đứa con. Thấy anh ấy ngất ngây trong men hạnh phúc mà bỗng dưng tôi chợt thấy băn khoăn, tâm trí rối bời quá. Nghĩ lại cái đêm ân ái cùng sếp của anh, chúng tôi đã chủ quan mà không phòng tránh. Thực lòng mà nói, bản thân tôi là mẹ cũng không biết đứa con này có phải là con của chồng tôi không nữa. Có khi nào đó là kết quả của bi kịch éo le mà chồng đã tạo ra cho tôi. Tôi ước gì lúc này tôi có thể xác định được đứa con trong bụng của tôi chính xác là của ai. Chợt sự căm hận của tôi lại trào về. Giá mà chồng tôi không đưa tôi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Giá mà anh chọn cách vợ chồng cùng chung lưng đấu cật làm lại từ đầu, thì có lẽ tôi sẽ không phải đứng giữa hai sự lựa chọn oan trái này. Bởi nếu là con của hai vợ chồng tôi sẽ sinh đứa bé chào đời. Còn nếu là con của tôi với ông sếp kia, thì có lẽ tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để sinh đứa bé ra, và cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn bố mẹ của mình. Tôi thật sự rất rối trí, xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt nhất. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện mà Hồng Nhung vừa chia sẻ bên trên ạ? Hãy bình luận để cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Đừng quên like, subscribe kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.